Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án có tên là Berna.Finance Mạng Binance Smart Chain nha các bạn Đây là một dự án rất là tiềm năng Và hiện tại thì nó đang có một chiến dịch Aerobe chia sẻ 10.000 USD cho tổng tất cả những người tham gia Và làm đúng với các nhiệm vụ của nó nhé Ok ở đây thì chúng ta sẽ vào cái form này Và các bạn sẽ làm các nhiệm vụ như sau đầu tiên thì chúng ta sẽ theo dõi trang Twitter và đăng lại bài viết Aerop đã ghim và tăng hai bạn bè các bạn truy cập vào cái uh, trang tweet của nó này các bạn nhấn follow sau đấy các bạn nhấn vào phần quất tweet và tăng hai bạn bè của bạn vào nhé kiểu dạng như thế này này ở đây thì mình đã tăng bạn bè rồi đây Sau đấy thì các bạn quay trở về và các bạn sẽ join vào uh, channel và group Telegram của nó. Các bạn join vào nhé. Đấy, các bạn nhấn vào join group này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút là nút click here to uh, pro uh, you human. Tức là uh, nhập cấp tra để xác, nh xác nhận là bạn không phải là người máy. Thì các bạn click vào nhé. Đấy, sau đấy thì các bạn quay trở về và các bạn sẽ tiếp tục roi vào channel của nó. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ uh, theo dõi cái instagram. Các bạn nhấn theo dõi kênh instagram của nó nhé. Sau đấy thì các bạn quay trở về và các bạn sẽ điền những thông tin sau cho mình. Đầu tiên là các bạn điền email của các bạn. Sau đấy thì các bạn sẽ điền username tweet của bạn nhé. Username Twitter của các bạn. Các bạn vào profile này. Sau đấy các bạn copy cái username này. Sau đấy các bạn điền vào cho mình. Bao gồm A cổng ở phía trước. Và các bạn à, chia sẻ cái link retweet ấy. Tức là cái link mà các bạn đã à, đã chia sẻ cái bài viết của nó. Ở trên trang Twitter của mình thì để lấy được cái link ấy các bạn ấn vào phần tham này bạn click vào sau đấy các bạn copy cái đường link mà các bạn đã chia sẻ và tăng hai bạn bè rồi nhá sau đấy các bạn paste vào tiếp theo này các bạn điền username telegram của bạn vào và cuối cùng là các bạn điền username instagram của bạn đây username instagram của bạn vào trang cá nhân này thì các bạn copy được cái đường link sau đấy các bạn paste vào cho mình và bước tiếp theo ấy là các bạn sử dụng ví Binance Smart Chain. Đấy, các bạn có thể sử dụng ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet để có thể tham gia vào Aerobe từ thằng này nhá. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi này. What token? À nó sẽ hỏi là cái token của nó, đây thì các bạn điền ở đây này. Đấy, cái đâu trả lời đầu tiên. Tại sao bạn Ok thì các bạn có thể copy điền hai cái phần này, NFT và gaming, ok. Sau đấy các bạn nhấn gửi. ở đây thì chúng ta bỏ cái phần phải đi, các bạn nhấn phải này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Sau đấy các bạn nhấn gửi. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ earn đến từ dự án Berna. Chấm Finance mà token mà các bạn sẽ được chia sẻ đó là token bonus này. Đấy, thì hy vọng là chúng ta sẽ nhận được cái thật nhiều token và thật nhiều tiền nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc, không hiểu hoặc không làm được thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.